Chào mừng cô chú anh chị em mình đã quay trở lại với kênh bếp nhà Mai Ngọc. Hôm nay xin mời cô chú anh chị em mình cùng vào bếp làm với em món bánh lọt để ăn giải nhiệt những ngày hè nha. Cùng vào bếp làm với em nào. Nguyên liệu thì hôm nay em có chuẩn bị một số thứ như thế này. Đây là đường cát nha mọi người. Em có chuẩn bị một bịch xương sáo. Đây là bột năng. Còn đây là củ năng. Tiếp theo thì em có chuẩn bị một ít đậu xanh cà chút vỏ rồi. Đây là bột gạo lọc. Còn đây là nước cốt dừa. Loại này thì em mua từ cái trái dừa khô rồi mình sẽ dắt nước ra. Ngoài ra thì mình có thêm sữa đặc với lại một chút xíu muối. Chuẩn bị xong hết rồi thì bây giờ mình bắt đầu làm thôi. Đầu tiên thì mình sẽ đi đổ cái xương sáo để cho nó đông. Lát nữa mình ăn là nó sẽ vừa luôn ha. Xương sáo thì mỗi một cái bịch đó, người ta có hướng dẫn sẵn hết trơn rồi. Mọi người cứ theo cái hướng dẫn trên bịch mà làm nha. Loại này thì cách làm là em trộn vô một ít đường. Xong rồi mình sẽ cho vô đây khoảng 200ml nước và mình trộn đều lên. Rồi để yên cho nó nở một lát đó, thì mình sẽ bắt lên nồi khoảng 800ml nước. Rồi mình nấu lên cho nó sôi. Xong rồi mình sẽ đổ vào rồi mình vừa đổ vừa khuấy như thế này nè. Khoáng chút xíu thì nó mịn như này. Rồi mình sẽ đổ ra khuôn là được rồi. Thích ăn dầu chuối thì mình nhắc xuống rồi mình đổ dầu chuối vô mình quậy đều lên rồi mình hãy đổ nha. Rồi chạy ra khu vườn nhỏ của em cắt một ít lá cẩm nè. Rồi một ít lá dứa nữa để lát vô mình làm màu cho nó đẹp. Chắc em phải trồng thêm mấy chậu nữa quá chứ nó sơ sát hết trơn rồi. Đậu xanh nếu có thời gian thì mình ngâm một chút xíu để mình nấu cho nó nhanh nha. Còn này em không có thời gian em ngâm nè. Do rửa cho nó sạch xong rồi cho vào trong nồi mình nấu luôn. 50g đậu em nấu với 400ml nước. Lá cẩm thì mình rửa sạch mình cho vô nồi nấu. Hồi nó ra cái màu rất là đẹp luôn nè mọi người. Lá dứa thì mình cắt nhỏ nhỏ rồi cho vào cõi xay sinh tố cho thêm một ít nước nữa mình xay nhuyễn ra. Xong rồi thì lọc lấy cái phần nước xanh của nó. Nếu như có thời gian thì mình sẽ cho vào trong tủ lạnh để cho nó lắng xuống cái màu nó sẽ đẹp hơn. Củ năng thì mình mua về rồi gọt cho nó sạch vỏ rửa sạch. Rồi mình đem ra mình thái hạt lựu. Khi mà thái thì nhớ là vừa thôi, không nhỏ quá cũng không bự quá nha mọi người. Sau khi mình thái xong rồi, đây những cái hạt nó vừa vừa như thế này thôi, không có to quá ha. Mình sẽ cho vô đây 3 muỗng canh đường, mình sẽ trộn đều lên. Cái nước lá cẩm hồi lúc nãy mình nấu ra nó kẹo gì nè, cái màu rất là đẹp luôn nha. Mình sẽ cho vô cái phần củ năng này, mình để một chút xíu cho nó thấm vô trong cái củ năng, cái màu nó sẽ đẹp hơn. Bắt chảo lên bếp, mình sẽ cho củ năng vào mình sên cho nó kẹo kẹo lại một chút xíu nha. Sên ở lửa nhỏ thôi nha mọi người. Bước sên này nó sẽ giúp cho màu lá cẩm thấm vô cái củ năng nó sẽ đẹp hơn nha mọi người. Với lại đường nó cũng thấm vô củ năng nữa, khi mình ăn nó sẽ ngon hơn. Lúc sên này nhớ dặn thêm một chút xíu muối nha mọi người để cái vị ngọt của nó không có bị gắt. Đây, sên một lúc thì cái màu nó lên đẹp như thế này nè mọi người. Rồi nó kẹo kẹo lại như vậy là được rồi, mình sẽ nhắc xuống và bắt đầu mình gắt bột vô nha. Bột gắt này là bột năng nha. Mình sẽ gắt từ từ, mình vừa gắt vừa trộn lên như thế này nè. Để cho bột nó áo đều hết cái miếng củ năng của mình luôn nha mọi người. Có thêm một cách nữa là mình có thể cho vào cái túi ni lông. Xong rồi mình sẽ cho bột vào rồi mình cứ lắc cái túi á mọi người. Nó cũng sẽ đều hơn nha. Sau khi loại bỏ hết cái phần bột thừa thì mình sẽ cho cái phần củ năng áo bột rồi nè, cho vào cái nồi nước đang sôi mình nấu lên nha. Lúc mình cho vô như thế này mình để một chút xíu cho nó áo áo, cho nó dính vào rồi mình hãy đảo nha mọi người. Để đảo sớm quá thì bột nó sẽ dễ rơi ra ngoài lắm luôn nha. Rồi mình cứ để lửa vừa mình nấu một lúc nha mọi người, nấu tầm khoảng 15 phút cho nó chín hẳn cái nha. Khi mà nó chín thì nó sẽ nổi lên rồi mình sẽ vớt ra nha mọi người. Như thế này là chín rồi, bây giờ mình sẽ nhanh tay chuẩn bị một tô nước lạnh nha mọi người. Không cần phải bỏ nước đá vô đâu, mình chỉ cần nước lạnh bình thường thôi. Rồi, mình sẽ nhanh tay vớt vào cái tô nước lạnh nè. Khi nó đang nóng mà gặp lạnh liền thì nó sẽ xe lại, nhìn nó sẽ ngon hơn nha. Lá cẩm này thì lá cẩm thái á mọi người, cái màu nó lên đẹp lắm luôn, nó tươi ha. 300g củ năng mình nấu ra được bao nhiêu đây nè, nhìn rất là hấp dẫn luôn ha. Xay qua cái nồi đậu của mình thì nó cũng đã sắp được rồi nè. Mình sẽ cho vô đây một muỗng canh đường,
2 muỗng canh sữa đặc và một chút xíu muối. Quậy đều lên rồi tắt bếp để cho nguội nha. Ăn bánh lọt thì không thể nào thiếu nước đường rồi. Hôm nay em không có mua được cái đường thốt nốt á, cho nên là xài đỡ cái đường cát này luôn nha. Nếu chị em có mua được cái đường thốt nốt thì nó sẽ ngon hơn. Với lại á, ai mà thích gừng á, thì mình có thể bằm nhuyễn mình bỏ vô đây hoặc là đâm nhuyễn bỏ vô nha. Để cái nồi nước đường ở lửa riu riu thôi cho nó thắng đi. Rồi bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị cái nồi nước cốt nè. Em nấu 200ml nước cốt. Mình sẽ cho vô đây là 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh sữa đặc nha mọi người. Cho vô thêm một chút xíu muối. Ai thích mùi vani thì bỏ vô nha, còn em không thích thì em khỏi bỏ luôn. Khuấy lên cho nó tan đường, tan muối rồi nè. Nhớ là phải để cho nó sôi lên và để lửa chiên riu thôi nha mọi người. Lúc này thì mình lấy 1 muỗng cà phê bột gạo, mình cho vô một chút xíu nước. Lúc này thì mình chuẩn bị 1 muỗng canh bột gạo, mình cho vô chút xíu nước, quậy đều lên. Rồi khi nước cốt nó đã sôi lên rồi thì mình vừa khuấy vừa cho bột vào luôn nha mọi người. Cái phần nước cốt á, mấy chị muốn ăn đặc á, thì mình cho nhiều bột, còn muốn ăn lỏng lỏng á, thì mình cho chút xíu bột thôi ha. Hôm nay em làm á, thì nó sệt sệt như thế này nè, cho nó sôi lên một vài dạo cho nó chín bột rồi mình tắt bếp để nguội. Đường nó tan hết rồi, nó kẹo kẹo như vậy là được rồi, mình tắt bếp để nguội luôn nha. Lá dứa lúc nãy mình xay nè, rồi phần nước cốt mình còn nữa, mình cho vô vừa nước cốt với lại vừa lá dứa luôn á, thì có được là 500ml là được nha mọi người. Cho hết cái phần nước cốt với lá dứa vô 100g bột gạo, mình khuấy đều lên. Bột gạo này mình sử dụng bột gạo lọc cho nó dai hơn nha mọi người. Khuấy đều lên cho nó tan bột hết nha. Sau khi bột tan rồi thì mình sẽ chuẩn bị một cái gây, mình gây bột qua cho nó mịn nha mọi người. Kỹ hơn thì mình gây nhiều lần, còn đây em gây một lần một hà. Bắt cái chảo bột lên bếp, mình sẽ khuấy với lửa thiệt là nhỏ nha mọi người. Cứ khuấy đều tay để thôi nó bị cháy, bị dính đáy nha. Nếu mà có dầu dừa thì mình cho vô đây một ít dầu dừa nha. Dầu dừa này là em tự thắng đó mọi người. Em để trong tủ lạnh á, nên là nó đông lại như thế này nè, nhìn rất là ngon luôn ha. Rất là thơm luôn, mình cho vô đây á, thì cái bánh của mình nó sẽ bóng và thơm lắm luôn. Nhớ là đảo đều tay giúp em nha. Đảo được tầm khoảng 5 phút thôi là bột sẽ như thế này nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô đây bột năng cho từ từ thôi nha mọi người. 100g bột gạo thì mình sẽ cho vô đây 200g bột năng. Mình cứ chia đều ra mình cho vô từ từ nha. Cho vô xong là mình sẽ đánh lên như thế này để bột nó hòa quyện lại với nhau, với lại nó sẽ mịn hơn nha mọi người. Lúc này thì để cho cái bánh của mình nó thơm hơn thì cho vô thêm một ít dầu dừa nữa nha. Thank you.
hồi á thì cục bột của mình nó cũng dẻo mịn lại như thế này nè. Giờ mình sẽ đi chuẩn bị cái khuôn để mà mình làm bánh lọt nha. Em có cái rổ che như thế này nè mọi người, rồi mình sẽ cho bột lên này, mình lấy đồ mình ép xuống ha, là nó sẽ lọt xuống ở phía dưới. Và ở phía dưới á là cái son nước đang sôi nha mọi người. Đấy thì khi mà nó sôi lên, nó cái nào mà nó chín nó sẽ nổi lên, thì mình sẽ chuẩn bị một cái thau nước đá, rồi mình sẽ vớt cái phần bánh nổi nè, mình cho vào cái thau nước đá nha. Đừng có để cho nó sôi lâu quá trên bếp, nó sẽ bị nhũn nha mọi người. Cho vào nước đá như thế này á thì cái bánh của mình nó sẽ xe lại, nó sẽ giòn hơn và nó sẽ dai hơn nữa nha. Làm cái cách này thì không có hề sử dụng bất kỳ một cái hóa chất nào vô đây, hàn the hay là bất kể cái gì hết trơn nha mọi người. Chắc chắn các chị sẽ có thắc mắc là sao lúc màu xanh này lúc màu xanh kia đúng không? Là do cái điện thoại của em á. Quay buổi tối nên em phải bật LED lên, nên là có lúc màu này lúc màu kia. Xương sáo nè, nó rất là dai luôn nha mọi người. Em khuấy xong rồi em để trong son luôn, làm cái khuôn luôn, không có đổ ra bên ngoài. Với 1 lít xương sáo này thì cái son cỡ này là cái độ dày của xương sáo vừa luôn á mọi người. Nhìn cái miếng xương sáo núng nanh núng nín rất là ngon luôn ha mấy chị. Đã chuẩn bị xong món bánh lọt rồi nè. Củ năng màu lá cẩm rất là đẹp luôn. Còn đây 300g bột làm được một thau bánh lọt luôn nha. Tất cả đã chuẩn bị xong rồi, giờ mình sẽ chuẩn bị cho gato, ra ly để mà mình thưởng thức thôi. Cảm ơn cô chú anh chị em mình đã dành thời gian xem video của em nha. Nếu thấy video hữu ích á, cho em xin một lượt đăng ký kênh với nha, để em có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều video hơn nữa ạ.